Mộc hương ta loại bầu, cái cây này khá là đẹp nhé bạn nhé. Đó, các cái cây ở đây thì cái gốc của nó to bằng ngón tay, ngón trỏ, và cây cao khoảng tầm 1m, 1m2, có cây 1m4 ạ. Các bạn có nhu cầu mà mua các cây cây mộc mà đã đánh bầu đất đảm bảo, đặc biệt là mộc hương ta nhá, thì vui lòng liên hệ thật sớm ạ. 0977973535, số lượng nó cũng không có nhiều lắm đâu. Thì các bạn liên hệ thật sớm nhá. Hàng mộc này đánh rất là đẹp, và thời tiết như này bây giờ là thời điểm này là trồng các cây mộc này là rất ok rồi ạ.